Dạ, xin chào tất cả anh em nha. Thì xin giới thiệu tới tất cả anh em mình một cái mẫu xe nâng điện 220, xe 2 tầng nha. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số kỹ thuật của xe để cho anh em coi nha. Thì chiếc xe của mình là đang sử dụng cặp kèn có thể tháo rời được nha. Và trên xe thì mình đang sử dụng cái động cơ là động cơ điện 220V, có tích hợp thêm cái bộ điều khiển remote từ xa không dây. Đây là cái điều khiển remote của nó. Và xe này đang sử dụng cáp 8 ly cáp Nhật nha. Thì cái động cơ của mình công suất nâng được là 500 kg trên 1000. Tuy nhiên khi áp dụng vào con xe này thì lực nâng của mình nó khoảng 500 kg tầm thấp, và chiều cao nhất là nó khoảng 300 kg thôi. Và xe là sử dụng bánh khóa đạp, bánh BU khóa đạp, bánh Hàn Quốc. Cặp càng của mình, bây giờ mình sẽ đo thông số cặp càng như sau nha. Đây, cặp càng của mình tới tổng phủ bì của cặp càng là dài 1 m, và bề ngang của cặp càng là 64. Bề ngang nó là 64. Do là khách không có nhu cầu nâng pallet cho nên là tiệm sắt Giao Gia Phát thiết kế cái bánh phía trước là bánh BU 120, và chiều cao của bánh tới càng là 15 phân. Cao của bánh từ đất tới càng là 15 cm, và chiều cao của xe tính từ đỉnh xe cho tới đất là 2m20. Rồi bây giờ mình sẽ nâng lên để cho tất cả anh em xem ha. Xe nâng mình 2 tầng ha, nó đang lên tầng thứ 2. Rồi bây giờ mình không đo được chiều cao, mình sẽ nhờ em đo chiều cao cho mình ha. Rồi chiều cao đo được của xe là 3m50, 3m rưỡi ha. Phía sau xe thì mình có thiết kế cái tấm lưới bảo vệ. Mình có công tắc hành trình, khi nó đụng hành trình nó sẽ dừng lại ha. Đây, nó đụng là hành trình thì nó sẽ dừng lại. Rồi ok. Mình đang sử dụng là tay khiển remote từ xa không dây nha. Rồi cảm ơn anh em mình theo dõi video, dành chút ít thời gian đăng ký kênh, follow kênh, ủng hộ cho tiệm sách Gia Phát nha.